thôi đành chấp nhận xa nhau. Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Một mẫu âm ly của hãng LOD hay còn gọi là Hitachi. Hãng âm thanh này nó được ví như là Fisher của Mỹ. Có nghĩa là nếu anh em không có điều kiện chơi Fisher thì anh em có thể dùng hãng âm thanh của LOD thay cho nó. Bởi vì chất âm nó cũng không kém gì, nó chỉ kém về thương hiệu. Và đây là một con âm ly cũng khá đặc biệt. Chưa bao giờ tôi được bán một con âm ly của hãng LOD mặt đen cũng như là có nội thất khủng như con này. Bởi vì LOD thì thường nó là những con âm ly cổ, nó cấu tạo bên trong cũng khá đơn giản. Nhưng con này nó thuộc hàng khủng về cấu tạo bên trong. Hai tụ lọc to như hai lon bia. Hai lon bia Heineken hay bia Hà Nội gì đó. Bốn sò than của Toshiba xanh đen. Tôi sẽ cho anh em xem nội thất sau. Còn bây giờ mời anh em hãy ngắm mặt tiền trước. Mã của âm ly là LOD Hitachi HA505 anh em nhé. Đánh hai đôi loa AB cộng B, anh em bấm cả vào. Chỉnh âm bass chép này, tông nhạc thì anh em để on. Cân loa, loudlet, site, AUX tuner. Ngoài ra còn được vào tape. Đó. Bề ngang của âm ly là 4344. Bề sâu là 35. Một con âm ly kích thước bề ngang, bề sâu cũng khá to. Có cái là bề cao nó không làm quá dày thôi. Chiều cao chắc tầm 11-12. Khá nặng anh em ạ. Bởi vì trong nó rất là gấu. Nguồn to, tụ to, khung chắc chắn. Hình thức là bóng bẩy. Góc cạnh đẹp, không hề móp méo. Con âm ly này chất âm khỏi phải nghĩ luôn anh em nhá. Riêng dòng LOD, dòng LOD chốt cho anh em một câu nhanh như vậy. Dòng LOD này, dòng Otto Sanyo này, anh em cứ mua một con nào con đấy, tôi đảm bảo anh em hay hết tất cả hai dòng đó. Nó chỉ có khác nhau là khỏe hay yếu thôi. Còn hai dòng âm thanh đó mặc dù ở Việt Nam nó ít có, nó về mật độ nó không nhiều như những dòng Sansui, Pioneer, nhưng nó lại có cái chất âm ngọt ngào và chi tiết. Đánh hai đôi loa AB cộng B, công suất là 160W, sản xuất tại Nhật Bản. Số series là 3997K. Nước sơn đằng sau anh em vẫn có thể cảm thấy nó rất mới nha, bóng bẩy. Đó. Tôi đang chạy đường tín hiệu CD, AUX1, AUX2 và cắm vào lỗ play của đường tape. Cũng bán khoảng 5-6 con LOD rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bán một con âm ly màu đen của hãng này. Thường thì nó là mấy con âm ly cổ mà cấu tạo nó cũng khá đơn giản, nhưng chất âm thôi rồi luôn. Chẳng hạn như con LOD HA330. Con đấy thì người ta cũng hay dùng để ghép loa AR. Và những cái con này khỏe này thì nó ghép được rất nhiều loa anh em nhé. Những cái đôi loa của Nhật, của Mỹ, loa cổ, loa thùng. Đến chấp nhận rồi bước xa. Con âm ly này ba anh em là không phê không lấy tiền. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu thì có thể lên mạng xem cái con LOD HA330 mặt trắng. Con đấy nó cấu tạo đơn giản hơn rất nhiều con này, bán tầm 4,5 triệu. Nhưng con này nếu về đồ nội thất thì nó phải gấp 10 lần cấu tạo của con kia. Tôi chỉ bán giá 4,500,000 đồng thôi. Hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em, zin sò, zin nguồn, zin tụ anh em nha. Nó nặng lắm đấy anh em ạ, bởi vì nó chắc. Nó không làm bề dày quá dày nhưng mà nó lại khá nặng. Đây, nhấc lên một tay này là khó lắm anh em ạ, nó nặng. Em đừng vì yêu anh để rồi đánh mất hạnh phúc. Bế trái. Bế phải. Tất cả các chức năng đều ok, không rè không ù xỉ anh em nhá, phẳng phắc luôn.
Ok, xin cảm ơn. Tôi sẽ chèn một vài cái ảnh nội thất hoặc là quay thêm một video vào.